Hello các anh cần thủ đã quay lại với video của em. Video hôm nay thì em sẽ gửi đến các anh những mẫu cần trước tiên nha. Sẽ là có là một lô đồng giá cho mình. Và sẽ có là cần cô lu đó. Hôm nay em gửi đến các anh cần lu máy ngang và cần lu máy đứng. Và một số mẫu Shimano ha. Có một cây cho các anh đánh bè, đánh dít đều được nè các anh. Một cây này rất là ngon. Cái khoen của nó là khoen xoắn các anh. Khoen xoắn nha. Nó xoắn từ trên xuống dưới á. Và một cây một khúc của Sakura này, có cần câu rắp khúc, cần câu tay carbon giả trúc của Shimano, cần hai khúc cho các anh câu đơn ngâm lăng xê, đây là phôi phíp nha, đây là hàng Nhật, đây là hàng còn đẹp, siêu đẹp, và cần câu lu ba khúc nè. Phía sau thì em sẽ gửi đến các anh những mẫu cần câu lục ha, cần câu lục 39 là 34 cây và sẽ có 4m5 cho mình luôn, và một cây Shimano xoắn ít 425 và một cây Shimano Edocat 405. Sau cùng là một cây 4 khúc ha các anh. Đây, một cây Daiwa 4 khúc ạ. Daiwa Subcat cứng 30, dài 4m8 luôn ha. Rồi, cây này còn đẹp. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi cần sẽ là 40.000 các anh. Em sẽ đóng ống nước và ship có toàn quốc khi nhận hàng các được kiểm tra. Anh nào đặt trên 2 sản phẩm hoặc một sản phẩm các anh chuyển khoản thanh toán trước em bao ship cho mình nha. Và bên em ship có toàn quốc các anh nhận hàng được kiểm tra ạ. Đầu tiên em gửi đến các anh một cây cần chất liệu phíp và có chiều dài cao 3m6, độ cứng 20 ha, dòng Subcatin nè. Đó, nó đến từ thương hiệu Tetsuiko Gi nha. Đây là những cần câu Nhật Bản hết, có bát to, bát gập, khoen hạng ha, khoen hạng còn nguyên vẹn các anh, còn nguyên vẹn ạ. Cái này thì nó có tổng cộng là hai khoen chạy nè, hai khoen chạy cho mình. Nước sơn của cần là màu bạc. 36 độ cứng 20 ca. Anh có thể câu sông, hồ, đánh cá nhỏ đến cá lớn, đơn ngâm lăng xê. Rồi. Cần này ngọn 2.1 ly, trọng lượng 290 g. Giá bán là 200 ca. Mã số 1 200 ca. Sang mã 2 là một cây có chiều dài khoảng là 3m ạ, 3m nha. Cái này màu xanh nước biển, tay cầm mút, bát là bát vặn, bát máy vặn. Đây. Độ mới còn sáng nè, dàn khoen ok nè, nguyên vẹn ha. Đấy. Có hai khoen chạy cho cây này. Này độ cứng 20 luôn các. Đó. Cái này thì lóng dài và ngắn. Chiều dài là 3m và sẽ là cộng lại là 3 lóng các. 3 lóng nha. Có ngọn là 2.4, trọng lượng 221 g. Cái này 200 luôn. Mã số 2 200k. Sang mã số 3, một cây New Chista dài 3m. Cái này nước sơn đen nhám các, có tem nè. Sơn đen nhám. Bát gặp Fuji. Đấy. Đẹp ha. Còn nhám nó làm đẹp. Và có dàn khoen là dàn khoen loại sứ trắng ha, đầu bô Fuji là sứ trắng luôn cho mình. Tổng là 3 lóng. Lóng ngọn là màu trắng, lóng bên trong thì sẽ là màu đen nhám luôn. Cái này độ cứng 15-20. Có ngọn 2.6 ly, trọng lượng 180 g. Mã số 3 200 luôn. Số 3 200 nha. Sang số 4. Cần này là một cây Subcatin, nó giống cây mã số 1 nhưng mà chiều dài sẽ ngắn ha. Dài 2m7, cứng 15 nè, Tetsuiko Gi. Đấy. Cái này em sẽ gắn cái bát sâu ha, nó mắc cái nắp bát rồi, mình gắn vào là được. Đó, ai nào đặt thì em gắn ha. Dàn khen cũng vậy luôn, giống cây kia, cũng là khen hạng có sứ. Cái này hai khen chạy. Tổng là có 3 lóng ca. 3 lóng ạ. Đó, 3 lóng. Phần này có nổi bọt nước sơn ha. Nói chung không thành vấn đề. Cần có ngọn 2.2 ly, trọng lượng 170 g. Mã số 4 giá bán là 200. Số 4 200 ạ. Sang số 5 là một cây có cái gốc mái chèo ca. Cái mái gốc mái chèo ha, mái chèo to. Khoảng 3 ngón tay. Cái này thì xuất xứ là Nhật và đến từ thương hiệu Olympic. Cũng là chiều dài cái này là 2m7 nè các. Cái này góc to và nó có khuyên khuyên đồng độc ạ. À. Khuyên đồng độc ha.
Đấy, nhiều khen chạy lắm các, toàn là khen chạy hết luôn á. Khen chạy là sao? Các anh kéo hết lóng thì nó sẽ chắc chắn cho mình ha. Đó, kéo hết lóng, lóng nó sẽ chắc chắn liền. Nó sẽ đứng yên liền, định vị liền ha. À, mấy cái đầu lóng kia thì có bo chống ngộ luôn. Cái này rất là chất lượng rồi. Đó, là bu đồng độc hết luôn. Này độ cứng cũng khá, độ cứng cũng khoảng 30 cơ. Đó, lực ha, có thể đánh biển được. Cân này ngọn 2.9 ly, trọng lượng 392g, giá là 250 cơ. Bát của cân là Fuji FS8 nha, mã số là 5, giá 250. Sang mã 6 là cần khoen bé à. Đây, cái này nó khoen bé nha, ISO khoen bé. Chiều dài cần 3m6. Khoen bát là khoen bát hạng. Ngoại hình được làm đen nhám để xước một ít ha. Đó. Kêu chỉ còn tốt nè, có tem nè. Đây là khoen bé thôi. Cho các anh câu đơn ha, câu trợ máy, câu gần, câu tráp hay câu gì đều được. Đó, câu cá trê thì thoải mái rồi ha. Cá trê cá đô thoải mái rồi, rất là thoải mái luôn. Rồi, anh nào muốn trải nghiệm câu chép rô phi thì dùng cái này cũng được ha. Ngọn 1.8, trọng lượng 171g, giá bán là 200, mã số 6, 200k. Sang mã 7 là một cây cần đại hoa, có đi kèm túi ni lông và túi vải luôn. Em mời các xem ạ. Đây, hàng Nhật Bản nha. Có túi, túi vải bên trong này. Cái đai hoa này dài 4m5, độ cứng 2. Thu gọn là 75cm. Có 7 đốt nha, 7 lóng. Độ cứng thì nó rơi khoảng là độ cứng 2. Cứng 2 đến 4. Ngọn 1.6, trọng lượng là 315g. Góc là 26.8. Đai hoa các anh. Xuất xứ là Made in Korea. Khoen bát Fuji. Đó, Fuji loại xứ xám cho mình. Đó, hai khoen chạy nè. Ba khoen, à hai khoen chạy. Màu nâu ha, cây đai hoa này màu nâu. Đẹp ạ. À, độ mới cái này cao. Này độ mới cao ạ. À, và cần có mã số là 8, giá bán của nó là 350 các anh. Số 8 350, đai hoa nha. Thương hiệu Nhật Bản. Sang mã số 9. Rồi đây là một cái cần câu lưu lóc ha, lưu máy ngang cho mình. Đó. Cái này thì một cây có tên là T-Lap, chiều dài là 1m65. Tải mồi sẽ là 8g đến 25g mồi, lực tải cái cần này là từ 4 đến 7 kg các anh ha. Và tay cầm của nó là mút, mút cứng và bên dưới đế nè, nó làm cái miếng bằng ha, miếng gỗ bằng. Phôi thì phôi carbon. Khoen là khoen hạng, bát cũng là bát hạng các anh. Cái này thích hợp cho các anh dùng máy ngang ha. Đó, thông số tải mồi thì nó có rồi. Các anh cứ theo nó mà tải thôi ạ. À, càng đẹp, độ mới cao, có màu nước sơn là màu đen nhám các anh, màu đen nhám nha. Cái này ngọn 2.6 ly, trọng lượng là 122g. Mã số là 8, giá bán cái này sẽ là 220k nha, số 8 220. Rồi sang số 9, gửi đến các anh một cây carbon có độ cứng cao ha, cứng medium, đó, cứng M. Cái này thì chiều dài 1m65, độ cứng là M các anh. Các anh có thể tải nhái hơi được luôn và nhái thật nha, nhái hơi giá nhái thật. Đó, bo chỉ chích keo chống nổ nè, tay cầm gỗ bằng còn siêu chưa xé. Có dàn khoen Fuji loại xứ nâu. Bát là bát vặn. Độ mới còn khá nha. Đẹp luôn này. Đầu bu rất đẹp. Đầu bu đẹp của cái can. Độ cứng medium can. Medium nha. Rồi. Ngọn 1.7, trọng lượng 107g, mã số 9, giá bán cái này là 550. Số 9 550k. Sang mã 10 là một cây Ken Craft các anh. Một cây Ken Craft chiều dài 1m5, độ cứng là L. Cái này có thể UL được rồi ha. Cái này nó mềm mềm giống UL lắm các anh.
Cái ngọn của cây này là 1.6 nha, trọng lượng là 76g. Một cây Ken Grab ạ, Ken Grab hàng Nhật nha, có tem vàng. Đấy, Ken Grab. Tay cầm gỗ bằng, bát là bát phẳng. Này, có chống tuôn luôn ha, có chống tuôn đây, hai cái con ốc vặn. Chén khuyên cần là Fuji loại xứ xám, độ mới còn khá là cao, phôi carbon. Đấy, đầu bu đẹp luôn ha. Rồi, cái này tải mồi nhẹ thôi, các anh tải khoảng 7g đổ lại giúp em là được rồi ha, nhẹ nhẹ thôi. Ngọn 1.6 ạ, mã số là 9, giá bán cái này là 700. Cái này 10 nha, mã số 10, cái này cần là mã số 10, 700 ạ. Sáng 11, là một cây có chiều dài là 2m, bao nhiêu nhỉ, 2m58 canh nha. Cái này cần này dài 2m58. Một cây carbon, khoen bát là khoen bát hạng. Cái này dàn khoen hạng. Đó, cái này carbon nha. Cái này hàng Nhật bại và nó đến từ cái thương hiệu Powerfit đây, Powerfit. Ở đây thì thông số tải hình như là dây BE á. Cái anh tải 0.8 đến 1.5 dùng dây nha, dùng dây. Này dài, cái đế của nó hiện tại nó mắc cái một miếng mút thôi ha, mắc một miếng mút nhỏ nhỏ này, nó thể hiện cái góc phôi của nó ra đó. Bát vặn đây, nó có cái dây buộc hạt của hãng Két à. Đấy, nước sơn còn đẹp cả, đầu bu đẹp luôn, đầu bu ngon còn lành, không lỗi lầm ha. Rồi, cái này thì giá 590 ca, cái này dài 2 mét mấy lận, giá 590 ha. Đấy, có thể cầu di lưu. Ngọn là 1.8, trọng lượng là 170g, mã số là 11, giá bán là 590 ca. Sang mã 12, là một cây cần đến từ thương hiệu Pro Madine, chiều dài cũng vậy luôn, 2m58 luôn nha. Và đây nó có thông số tải nè, ít size là 2 đến 3.5, chắc hình như là dây ni lông ha, còn dây dù bia cái anh tải là 0.6 đến 1.2. đó, còn tải cá bao nhiêu ký tùy thuộc vào cái dây của các anh tải ha. Rồi, bát vặn, bát hạng, khoen cũng là khoen hạng luôn. Cái này màu đen nè, độ bóng còn cao nè. Đấy, đầu bu nguyên zin nha, cần đã qua sử dụng thì nó có màu cũ thôi. Khoen chỉ, cuốn chỉ chích keo còn tốt. Đó, một cái cần dài nguyên vẹn. Ngọn 1.9 ly, trọng lượng 197g. Cái này 550 các anh. Mã 12, 550k. Sang mã 13 là một cái cần Lushimano đi kèm một túi vải ha. Cái Lushimano ạ. Đi Lushimano rất đẹp ha, Lushimano Bad One. Bad One. Ở đây còn chữ nữa, và cái tay cầm của nó còn siêu, chưa xé, các anh về các xé ra là đẹp ha. Đó, bát vặn Shimano. Cần này xuất xứ là Made in China, xuất thị trường Nhật. Chiều dài cần là 1m8, độ cứng UL nha, tổng là 2 khúc nè. Tải cần là 3 đến 6 lb. Lực tải cái mồi này là 1 đến 5g. Đó, cho các anh lưu suối ha, Shimano Bad One, lưu suối lưu mương. Nhãn khoen Fuji đẹp nha, cái này độ mới rất là cao ạ. Này độ mới rất cao, còn nguyên vẹn luôn, con bo chỉ chích keo chống nổ đầy đủ, có màu đen màu xanh, đầu bu sáng đẹp. Đấy, UL, một cây Shimano. Ngọn 1.5, trọng lượng 109g. Cái này 1350k, mã số 13, giá bán là 1350k. Sang 14, là một cây 2 khúc nè, các anh có thể câu đơn ngâm cảm giác hoặc là mang đi câu bè, bề biển, bề sông đều được ha, hoặc là câu đầu cần, câu đơn. Cái này có ngọn có chiều dài 2m1, độ cứng là 30, một cây 2 khúc chất liệu carbon của hãng Pro Madi nè. Ngọn bên trên màu trắng là ngọn đặc ca. Bát hạng ha, bát vặn. Phôi carbon, tay cầm mút. Dàn khoen hạng luôn, khoen 3 chân. Bên trên là 1 chân. Đó, đầy đủ các anh ha, đầu bu còn nguyên vẹn luôn, có bo chống nổ đầy đủ luôn nè. Đấy,
bromadine phôi carbon, nước sơn màu đỏ. Cần có ngọn 1.6 ly, trọng lượng 186 g. Cây này mã 14. Và giá cái này sẽ là 500 rưỡi luôn, 14 550 nghìn. Sang mã 15. Cần Heichi ạ. Heichi các anh câu đầu cần hoặc là các anh câu bè ha. Câu bè, câu tôm, câu mực. Đây nè, Heichi. Cần này dài 1m8, phôi carbon và ngoại hình của nó bị chạy ở đây ha. Chạy ở đây, mắc nước sơn ở đây. Nước sơn nó còn quá đẹp các anh. Còn đẹp chứ, đây. Đẹp nha. Có dây buộc bảo hiểm luôn. Khuyên bát đều là Fuji ạ. Ngọn sợi thủy tinh. Đó, ngọn đặc đẹp, sáng đẹp, sợi thủy tinh ha. Đấy. Rồi, cân ngọn 1.8, trọng lượng 150 g. Cái này giá bán của nó là 500 rưỡi. Mã số 15, 550 nghìn. Sang mã 16. 16 gửi đến các anh một cây Shimano đẹp. Cái này nó có dàn khoen sẵn ra. Em tháo cái ngọn ra cho các anh xem. Này có đi kèm một túi vải nha. Đây Shimano. Shimano Taira 3 B69MS. Cái này chiều dài của nó khoảng gần 2m1 ha. COT FN nè. Xuất xứ là China, xuất thị trường Nhật luôn, có cả mã code ha và tem vàng tại đây. Cái này tải mồi rất là cao các anh, 40 đến 150 g luôn. Chỉ với cái ngọn là 1.1 ly thôi ha. Dây mát BE các anh dùng mát 1.2 Shimano. Hàng chính hãng, có bát là bát vặn Shimano Fuji ha, bát vặn Fuji. Bên đây nó có một cái khoen bên dưới tay cầm đẹp nè. Tay cầm mút. Khoen Fuji hình như Ancona rồi, để em tí nha. Khoen Fuji Ancona các. Xem Ancona ha. Asics. Cái này em cũng không bị thấy rõ, khó thấy quá, phải soi vào mới thấy được. Nói chung là khoen đời cao, khoen ngon ha, khoen tốt. Đây có cái chữ tiếng Anh nữa nè. Đó. Rồi em cho các anh xem cái ngọn của nó. Này dàn khoen của nó xoắn ra nè. Đây nè. Này khoen của nó này, tới đây là nó xoắn ha. Nó xoắn, nó xoay ngược lại, nó xoay đi á. Đó, nó xoay đi nè, thấy không. Em để thẳng cho các anh xem nha. Nè, em để thẳng cho các anh xem. Đó, nó xoay rồi nè, đó. Giờ nó xoay nè, đó, nó xoay xuống nè. Đó, đó. Đó, nó xoay. Nó xoay ha. Rồi, đầu bô Fuji Six ạ. Cái này có cái đầu bô Alo thì em thấy rõ, cái xứ của nó là xứ Fuji Six, còn mấy cái xứ này hình như là Ancona ha. Rồi, cần này thì có ngọn là 1.1 ly, trọng lượng 122 g. Cái này thì mã số là 16, giá bán của nó là 1.650.000. 1650k nha. Càng rất đẹp. Sang 17 là một cây cần một khúc đến từ hãng Sakura. Cây này chất liệu carbon, ngọn đặc một khúc ha. Này, cần một khúc này, rất cứng. Cứng cáp, có cái ngọn rung rung đây. Rồi, cái này chiều dài cần là 1m20, 1m12. Có dây buộc bảo hiểm. Bát gập Fuji, khoen Fuji. Đó, tất cả còn đẹp ngoại trừ chỗ này. Chỗ này ha. Rồi, em sẽ lấy cái khoen khác em gắn vào cho các anh. Rồi, cũng là lấy khoen Fuji cho mình hợp nha. Đầu bu nó rất là uy tín, em mời các anh xem. Đầu bu Fuji loại xứ xích. Ngọn thì nó được bo chỉ ở bên trên. Đấy. Sakura ha, đến từ Nhật Bản, nội địa Nhật Bản, có tem. Rồi, cái này ngọn 1.2, trọng lượng 112 g. Mã số là 17. Giá bán của cây này là 600k. 17-600k, một khúc Sakura. Rồi sang mã 18 là một cái cần câu tay gấp khúc của hãng Shimano. Shimano ha. Đó, có tem vàng, có túi vải nắp chụp đi kèm hết luôn. Hàng nội địa Nhật, có tem vàng. Chiều dài cái này là 5m1 ca. 5m1 nha, đế đẹp nè. Phôi carbon giả văn trúc, có cuốn chỉ, cuốn dây may. Ở đây keo thôi, lát nữa em lau cho. Nó dán băng keo xé ra chưa chùi. Đó, mắt đẹp ha. Có nắp chụp đầy đủ luôn. 5m1 ca. Có nắp chụp gỗ ha, rất đẹp. Cái này có tổng cộng là 5 lóng. 5 lóng canh ráp vào.
độ cứng mềm, độ cứng cho các anh câu cảm giác đánh siêu tầm. Đó. Ngọn đặc ha, ngọn đặc, ngọn rất là đẹp đây. Ngọn đầu ngọn rất đẹp luôn ạ. Cái này độ cứng khoảng 2.5 đến 3H cho mình. Thì nó sẽ có ngọn là 0.8, trọng lượng 131g. Cái này giá bán 1.350.000. Mà số 18 nha, 1.350.000. Sang 19. Mã 19 là một cây đắp cúc 2 khúc 2m4 cho các anh câu đơn ngâm lăng xê nha. Cái này các anh có thể đánh bạo lực được. Cái này độ cứng 80 đến 100. Ngọn của nó thì rơi khoảng là 2.2 ly, bởi vì ngọn là ngọn đặc nha. Đó, phôi phíp, tay cầm cuốn trị, khoen bát Fuji, bát cặp Fuji FS7, bát Nhật nha, cuốn trị đây. Và ngọn đặc này độ mới rất là cao các anh, trên 95% luôn ha. Độ mới đẹp, phôi sáng, cần phíp. Này phíp nè. Đó, phíp ha. Đó, hai khúc, câu đơn ngâm lăng xê đánh sông hồ thoải mái luôn. Ngọn cần là 2.2, trọng lượng là 362g. Cái này mã số 19, giá bán cần là 400 rưỡi. 19, 450.000. Sang mã 20. 20 gửi đến các anh một cây 3 khúc cần câu lua. Đây, cần câu lua 3 khúc đến từ hãng Ryobi, xuất xứ là Korea, xuất thị trường Nhật đây. Chiều dài là 3m6, có tổng 3 khúc, độ cứng L. Đấy, cứng L ha. 3 khúc, có tem vàng tại đây. Cái này dạng khoen Fuji loại xứ xích ạ. À. Em mời các anh xem nha, nước sơn của cái này nó dạng màu ngạ màu, màu mực và tím. Bo chống nổ này, khoen ba chân Fuji xích. Xứ còn rất là đẹp. Xứ đẹp ha. Tay gỗ bằng, bát vặn Fuji. Fuji DBS nè. Ba khúc còn nguyên vẹn. Màu của nó tối tối coi, màu tối tối nha, có đầu bu nè, mình về mình đánh vệ sinh lại giúp em ha. Nó bám mấy cái này, nó bám cặn, nó dính kỹ, nó dính cứng. Đầu bu Fuji xích môi trề chống sẵn dây. Tổng là có 2, 4, 6, 7 khoen coi, 7 khoen nha. Cho cây này, 3 khúc, cần câu luôn. Cần có cái ngọn của cây này thì để em đo tí nha. Ngọn cái này là 1.8 ly các anh, 1.8 nha. Và mã số 20, giá bán của nó là 1.8 triệu ạ. 20 nha, 1.800.000, lua 3 khúc. Sang 21 là cần câu lục carbon nè. Cần câu cho các anh câu ngâm lăng xê hoặc là đánh lục, đánh biển. Cái này đến từ hãng Siêu Star. Cái này câu cảm giác nha, 3m9 cứng 20, carbon caster. Mình đánh cá lớn mà cảm giác nha, đánh cá lớn dạng cảm giác chứ không phải là cứng thấp là đánh cá lớn không được đâu. Cái này bát Fuji FS7, dạng khoen Fuji loại xứ xám luôn. Độ mới này nó khoảng 70 cái, 70 nha. Hai khoen chạy này. Phôi carbon sẵn, càng không lỗi nha, không bị gãy, không bị hư. Thì có màu nước sơn của nó cụ thể thời gian thôi. Đó, nó có mấy cái đốm đốm lợ lợ nè. Rồi, cần này ngọn 2.3, trọng lượng 311g. Mã số 21, giá bán là 650, 21 650 nha, cần carbon. Sang 22 là một cây của hãng Ryobi, cái bản đời thấp này ha. Chiều dài 3m9, một cây Superline. Có cái đế này. Đế này nó có cái đinh luôn nè, em mời anh xem. Đó. Nhỏ thôi, nhỏ nhắn thôi. Rồi. Cái này bát Fuji chữ vàng, còn dạng khoen cũng là Fuji luôn ha. Khoen cái là khoen gập. Này cho cái tải trị được cao khoảng 100 đến 150g cũng được ha. Nếu mà các anh đánh biển. Đó. Cái này ngọn 2.4, trọng lượng 468g nha. Mã số 22, giá bán là 6 bao nhiêu? 22, cái này đồng giá với cái này nè,
cái này bao nhiêu nhỉ? 690 coi. 22 690.000 nha. Sang 23 là một cây cần dài 4m5 coi. 4m5 nha. Nó có tên súp gì ở đây nè, súp cát này ha, súp cát. Và khoen bát đều là Fuji. Đây. Này 4m5 nha. Cây cần bộ cứng khoảng 25. Dàn khoen Fuji hết. Ngọn cái này màu trắng ha, ngọn cắp bao sóng màu trắng ha, nó sơn trắng. Ngoại hình thì nó xước, có xước ạ, có xước ha. Nói chung là không ảnh hưởng tới phôi. Thì giá nó cũng theo tình trạng cái cần rồi ha các anh. Nói chung là cần không lỗi, bao lỗi cho các anh mình về câu. Cái này 2.5 ly, trọng lượng 588g. Mã cần số 23, giá là 790. 23 790k. Này gốc anh nào tay to mình dùng ha. Sang 24 là một cây cần nội địa Nhật Bản luôn ha, có tem rất là to ở đây. Cây này là một cây đến từ hãng Olympic, chiều dài cần 3m9. Bát Fuji, tay cầm cuốn chỉ và dây mây. Đó. Bên dưới đế nó này thì cũng có thể có cái đinh ở bên dưới ha. Này nó cứng rồi. Chưa tháo ra được. Khoen bát Fuji. Cái này độ cứng 25, cái này cũng tải chì cao được ha. Tải chì nặng được. Đó, anh nào đánh đục đầu cần thì cứ mua những em này về mình đánh ha. Mình câu, mình tập câu cũng được. Ngọn 2.4, trọng lượng 460g. Mã số 24, giá bán cây này là 690 nha, 24, 690k. Sang 25, gửi đến canh một cây dài 4m5, độ cứng 25, có tổng là 5 lóng. Một cây NGK đến từ Nhật nha, carbon. Bát Fuji, khoen Fuji luôn, độ mới cái này còn cao. Cái này khoảng 85% đó ra. Khoảng đó ha, đẹp. Dạng màu nâu đỏ luôn, ngọn trắng. Đó, đẹp ha. Chiều dài 4m5, cần này cần Nhật, có giá là 1.150.000. Ngọn 2.3 ly, trọng lượng 470g. Mã số 25, 1.150.000. Sang mã 26, một cái cần Shimano High Power X, dài 4m25, độ cứng X. Cái này Shimano nội địa Nhật Bản. Cái này hôm nay sale ha. Cái này phôi carbon xoắn ít nội găng. Đấy, nội hết găng luôn ha. Có cái bát, phần cái bát nó êm lắm. Phần này nè, rất êm tay ha, lông xù lên. Bát Fuji FS7. Còn nguyên vẹn. Đây là bát Fuji Stainless nha. Bản đời cũ á. À, cái đế gỗ này, cái đế này rất là đẹp các anh. Tháo ra đẹp. Đó. À, đế đẹp, có tem vàng Shimano High Power Pro Sellet, hàng nội địa Nhật nha. Dàn khoen của nó nguyên vẹn, thì màu của nó cụ thể thời gian thôi ha. Khoen Fuji loại xứ xích hết. Đây là Fuji xích ha, xứ xích nha. Đậu bô Fuji môi trè chống xoắn dây nè. Ngọn của nó được sơn màu nè. Đó, cần cũ người ta sơn. Đây, quan trọng là cái phần này. Phần này không mòn nhiều là ngon ha. Quan trọng là cái phần đó. Xoắn ít nội găng, rất đẹp. Đó, ngoại hình ở đây nó có lở, nó xước qua này ha. Nói chung là nó bên ngoài thôi, không có ảnh hưởng nè. Không có phải phôi bên trong. Cái này ngọn 2.6 ly, trọng lượng 415g. Mã số 26, giá bán cây này là 1.9 triệu nha, 26 1.900.000. Sang 27 là một cây Shimano Educat dài 4m05, độ cứng CX nha, độ cứng cái này là 30. Cái này bắt đó. Các anh muốn đối trọng thì các anh vặn cái này ra, tháo này ra ha, mình gắn vào, gắn cái đối trọng vào. Đó, vẫn còn vặn bình thường luôn, phôi rất dày ha. Phôi cực kỳ dày luôn, khó thấy á. Đây. Đó. Rồi.
Cái này thì ngoại hình có xước một ít ở bên ngoài phần tay cầm. Thì các anh về các anh lấy màn co các anh bò giúp em ha. Có khoen bát Fuji, bát Fuji FS7, khoen Fuji loại xứ xám. Đấy, ngoại hình nó xước sơ sơ thôi. Đó. Phôi nước sơn còn bóng các anh nha. Có hai khoen chạy nè. Đấy. Rồi. Cái này ngọn 2.8 ly, trọng lượng 438 g. Mã cần số 27 nha, giá bán là 2.1 triệu. Mã 27 2.1 triệu ạ. Rồi sang mã cuối cùng 28. Là một cây cần Daiwa Subcutter, chiều dài 4m8, độ cứng 30, có tổng 4 khúc ạ. Có hàng nội địa Nhật Bản, có tem vàng ha. Đây, tem vàng đây, em mời các xem. Cái này độ mới còn cao, em mời các xem đầu lóng nè. Đấy. Cái này cho các anh về sưu tầm, này độ cứng khoảng 30, cái này dài ha. Cảm giác thì các anh biết rồi, càng dài thì cảm giác cái độ cứng nó thấp hơn ha. Nói chung là cứng 30 đó, nó ghi trên cần cho các anh xem. Khoen Fuji dạ quang, bát gặp Fuji FS7, tem Daiwa, chữ vàng. Đó, độ mới của nó khoảng 85-90% các anh, khoảng 90% ha. Rồi, cái này có ngọn 2.9, góc là 26.9, góc vừa. Trọng lượng là 683 g, mã số là 28, giá bán là 1.850. 28 cây này 1850 nha. Đó. Rồi, và bên em thì giao hàng các anh được nhận hàng kiểm tra đồng kiểm với shipper giúp em. Anh nào cần đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Em chúc các anh một ngày mới vui vẻ nha. Chúc các anh đi công may mắn. Xin chào tạm biệt ạ.